Ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia, Phạm Thị Phượng, vận động viên Đồng Nai đầu tiên đã xuất sắc giành huy chương vàng môn Kun Bokator, môn võ truyền thống của Campuchia. Đây là lần đầu tiên em tham dự SEA Games với tư cách là một vận động viên võ cổ truyền thi đấu cho bộ môn Kun Bokator là võ cổ truyền ở Campuchia, thì nó không phải là sở trường của mình. Và khi được triệu tập ở Trung tâm Thể dục Thể thao Hà Nội thì đó là trong vòng gần 2 tháng trước SEA Games. Khoảng thời gian đấy thì mình đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn, và cái khó khăn nhất đó là ép ký. Theo sắp xếp của bên ban huấn luyện thì em phải thi đấu hạng cân 45 kg, và từ 52 kg phải ép xuống 45 là 7 kg. Đó là một cái sự khó khăn với em. Và trong thời gian mình tập huấn thì để thích nghi được với cái bộ môn võ cổ truyền của Campuchia, là có những cái khó, có cái bộ môn của mình và bộ môn của họ nó có những cái điểm khác nhau và cũng có điểm giống nhau. Mà khác nhau đó là cái phong tục của họ rất là nghiêm ngặt, và mình phải thích nghi được với cái phong tục đấy của họ, và cái cách tính điểm cũng khác nhau với bộ môn cổ truyền. Nhưng mà thay vào đấy thì về cái thế đánh và những cái đòn trong thi đấu thì nó cũng giống nhau, nó cũng không làm khó được được bản thân mình. Thì cũng may mắn là mình đã cố gắng tập luyện và thi đấu để có thành tích như hôm nay ạ. Tại vì đây là cái bộ môn mới có trong nội dung SEA Games, cho nên là kể cả quý thầy ở Đồng Nai và bên Liên đoàn Cổ truyền Việt Nam không có đặt chỉ tiêu, chỉ là đạt thành tích tốt nhất thôi, không có chỉ tiêu là như thế nào cả. Thì trước khi lên thi đấu thì bản thân mình cũng đã tự đấu tranh tư tưởng về cả tâm lý thì phải thực sự ổn định nhất để mình thi đấu tốt nhất. Nhưng mà chắc chắn thì cái trận chung kết với chủ nhà sẽ là cái áp lực lớn nhất của em. Nhưng mà khi vào thi đấu thì khi mình nghĩ lại thì cái áp lực lớn nhất lại là trận đầu tiên với Philippines. Khi mình vào thi đấu thì mình thấy được là cái đối thủ của mình nó cũng rất là nặng ký, và họ rất là khỏe, và lợi thế của họ là do họ đã tiếp thu, họ đã ấy được với cái bộ môn đó rồi, còn mình mới. Và cái thứ hai nữa là mình thì lại trận đầu tiên, người nó đang còn cứng thì vào nó hơi ngộp. Dạ, em rất là sung sướng, rất là xúc động. Em đã bật khóc ngay cái lúc mà công bố kết quả, tại vì cái lúc đấy là mình vô tình mình nhớ lại tất cả những cái gì mà mình đã trải qua, những cái khó khăn, những cái áp lực mà mình đã vượt qua được, và mình đạt được cái thành tích, là lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào về bản thân mình. Em sẽ tiếp tục thi đấu những cái giải trong nước, kể cả những cái giải ngoài nước, nếu như mà mình có cơ hội thì em sẽ nắm bắt và phát triển và cố gắng để làm sao đấy vươn được cái bộ môn cổ truyền của mình nó vươn tầm và phát triển hơn. Thời gian tới là sẽ tham gia giải cúp võ cổ truyền toàn quốc và giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc, và còn một giải cũng
đang dự kiến đó là giải thế giới ạ, giải vô địch thế giới ở Việt Nam, chính xác là ở Bình Định.